Xin chào các bạn, Quan sẽ quay cho các bạn xem một cái máy của nhãn hiệu Elcometer của anh. Đây các bạn. Quan mang ra công trường để giao cho khách hàng. Thì tranh thủ quay cho anh em xem và đăng lên kênh YouTube để các bạn biết hơn về sản phẩm này. Đây là một cái model máy về để kiểm tra cái khuyết tật của màng sơn. Elcometer là một cái nhãn hiệu mà rất là nổi tiếng về những thiết bị đo kiểm cho màng sơn của Anh Quốc. Và đây là model máy của nó. Các bạn thấy được nó đựng ở trong một cái túi đeo ha, rất là tiện. Và có dây đeo ở đây, để các bạn đeo ra ngoài công trường làm việc. Và đây là cái máy của nó này. Đây có cái túi có xốp đàng hoàng ha. Anh Thiện lấy ra giùm em ơi. Đây, quay lại. Đó. Đây là model nè. Elcometer 236. Model này thì có hai điện áp khác nhau. Đó là 15 kVA và 30 kVA. Và nó sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đây các bạn. Đây cái máy đơn thuần nó chỉ như vậy thôi. Các bạn thấy bên này là những cái cổng để chúng ta cắm dây kẹp mát cũng như dây sạc và cái cổng màu đỏ. Ở đây là cái cổng để chúng ta cắm cái đầu đo vào. Ngay cái đây các bạn thấy nè, ở đây thì nó có một cái đầu đo này, tay dẫn nè. Đó, đây là cái đầu nối của nó. Đây là cái hai cọng dây kẹp mát nè, hai cọng dây kẹp mát. Đây các bạn, dây kẹp mát thì chúng ta sẽ cắm vô cái chỗ màu đen này, cắm vào đây. Và một đầu có cái kẹp thì chúng ta sẽ kẹp vào cái vật liệu mà chúng ta cần kiểm tra khuyết tật của màng sơn. Có nghĩa là công dụng của máy này là để chúng ta kiểm tra xem trong cái màng sơn của chúng ta nó có bị bọt khí hay không. Nó sẽ phát hiện, và nếu như các bạn chỉnh điện áp cao thì nó có thể phóng ra tia lửa điện và làm chốc cái lớp sơn nó ra. Khi mà ở trong đó có không khí nó phá hủy, nó làm là chốc cái sơn nó ra. Và đây là cái đầu dò của nó này, đây là cái chổi quét nè. Đây là cái chổi quét, các bạn gắn vào đây, anh điện thao bác rồi. Đó, các bạn gắn vào đây nè. Còn cái đầu này, cái đầu này thì chúng đó gắn vào như vậy, và cái đầu này thì chúng ta sẽ cắm vào máy nha. Đó, cắm vào đây, dây mát như là cắm vào đây. Đó, đơn thuần là như vậy thôi, nó rất là đơn giản. Và các bạn sẽ chỉnh cái điện áp, chỉnh cái điện áp ở bên này sao cho nó phù hợp ha. Phù hợp thì trong cái quyển hướng dẫn sử dụng nó sẽ có một cái bảng những cái thông số với cái chiều dày sơn khác nhau, thì chúng ta sẽ chỉnh những cái điện áp khác nhau. Và trên đây là một số cái thông tin chia sẻ của anh. Đây là này bạn, đây là cái cục sạc nè, cục sạc, bởi vì cái này nó xài bằng pin. Thì vừa rồi thì Ngọc Anh đã chia sẻ một số cái thông tin về cái máy kiểm tra khuyết tật sơn, hay là cái model của nó là Elcometer 236. Nó là DC Holiday Detector. Và nếu như các bạn quan tâm hoặc là thắc mắc cái sản phẩm này, hoặc là tất cả những cái thiết bị đo trong ngành sơn, thì các bạn có thể liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía dưới, cũng như là các bạn có thể để lại thông tin số điện thoại của các bạn, thì Ngọc Anh sẽ gửi những catalog và những cái video hướng dẫn sử dụng của cái model này cho các bạn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, thank you các bạn rất là nhiều.